Vâng, xin chào các bạn, mình là Truyền Hữu. Và hôm nay Hữu sẽ giới thiệu cho các bạn anh chị một cặp loa kiểm âm hoành tráng lệ luôn, rất là to. Chính là loa CR8X của Mackey. Thương hiệu này là loa kiểm âm của Mỹ. Thì các bạn các anh chị cũng không lạ gì cái hãng này rồi. Hữu đã giới thiệu rất nhiều là dòng loa CR3 này, CR3X, CR4, CR5X trong những video trước. Thì hôm nay Hữu sẽ giới thiệu cho các bạn các anh chị cái cặp loa CR8X BT. Có nghĩa là nó sẽ có Bluetooth cho mọi người. Đây là cặp loa kiểm âm phòng thu, loa nghe nhạc, loa nghe dance hay là bóp ballad, cái gì cũng được. Các bạn mua để kiểm âm và nghe nhạc cũng được, chả có vấn đề gì hết. Và đặc biệt hãng trang bị cho các bạn các anh chị hai cái miếng on stay, hai cái miếng lót như thế này nè. Đây, hai miếng lót mút. Để khi các bạn không để trực tiếp loa trên bàn, chúng ta sẽ có cái này rất là êm. Đây là hãng tặng luôn. Và đặc biệt á, cái loa này công suất của nó là 160W. Và cái màn loa, các bạn thấy cái màn loa bass rất là to. Và cái ưu điểm của cái hãng Mackey là gì? Cái tiếng bass với chép của nó đánh rất là rõ ràng, rõ nét. Có nghĩa là nghe cái loa này rất là lực. Nó đánh rất là lực. Đấy. Và khi các bạn anh chị muốn kết nối bằng Bluetooth để nghe nhạc, thì chúng ta sẽ bấm giữ lúc này nè, bass to pair nè. Các bạn bấm giữ khoảng tầm 3 đến 5 giây, nó sẽ nháy màu xanh lá cây xung quanh. Thì chúng ta thả ra. Vì ở trên điện thoại chúng ta sẽ, các bạn bấm cái Bluetooth và chúng ta tìm cái thiết bị là CR8X, nó sẽ ra và kết nối vào, chúng ta sẽ phát nhạc. Đấy, thì bây giờ đây cái thùng nè. Đây thùng hoành tráng luôn các bạn, cái thùng của CR8 này. Đây. Một mình lơ mơ giác cái loa không nổi nha, 160W. Và ok, Hữu sẽ đánh thử cho các bạn nghe thử nhạc Bolero mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ đánh thử nhạc Bolero. Ok, sao cái máy này tắt xuống luôn vậy ta? Uổng quá, sao cái máy này nó bị tắt xuống vậy? Và đây là cái laptop Hữu có bán kèm theo cho các bạn anh chị nha. Dòng laptop, à, các bạn nhìn bên kia kìa. Đó. Laptop cũ là Hữu có sẵn hàng cho các bạn anh chị ở bên kia. Đầy đủ. Rồi, bây giờ Hữu sẽ mở nhạc. Các bạn anh chị nào, các bạn anh chị nào cần máy laptop có cài sẵn QA10 Studio One 4, Studio One 5 thì Hữu cũng có bán và tặng kèm cho các bạn luôn. Đây là laptop Dell. Đó. Bây giờ Hữu sẽ test thử một bài đi. Anh quay một vòng loa đi, đi xung quanh, anh sẽ quay một vòng loa phía sau loa luôn đi cho mọi người xem. Ok. Và chúng ta đây, chiếu gần ra chỗ này. Bên này là loa chính của chúng ta nè, loa chính. Đó, loa chính phía sau nó sẽ có những cái dây kết nối. Ha, ở đây chúng ta sẽ có hai cái dây kết nối vào sau cạc, công tắc nguồn, dây dẫn từ loa chính qua loa phụ, cái lỗ thoát hơi ở đây. Đó, còn cái này là dây RCA, hai đầu bông sen mình sẽ kết nối trực tiếp vào cái máy tính nếu các bạn các anh chị không có sau cạc. Bây giờ mình sẽ đánh thử nhạc này cho các bạn nghe. Rồi anh đi ra phía trước để mình thu âm thanh của các loại. Ok nha. Đấy, thì các bạn các anh chị nhìn sơ về cái cặp loa to khủng bố này. Ok, action. Cái đây là cái chỉnh âm lượng và công tắc nguồn luôn mọi người. Khi mà chúng ta vặn về trái thì nó khen cái cạch nó sẽ tắt, và chúng ta vặn qua phải thì nó sẽ mở lại. Rồi. Rồi.
RCS cho các bạn nghe thử nha, cho nó sôi động hơn một xíu. Ok, mọi người đợi hữu xíu nha, thao tác hơi chậm. Rồi mình sẽ nghe thử cái âm thanh của cái nhạc sôi động hơn ha mọi người ha. Thì các bạn, các anh chị nào mà cái không gian phòng rộng mà chúng ta làm bên cái vấn đề mà cần cái âm thanh mà để công suất nó lớn thì sử dụng cặp loa này rất là ok. Mackie CR8XBT có Bluetooth. Thì địa chỉ của hàng của Hữu là 82 Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại hotline 0383457777. Và Hữu có hỗ trợ ship hàng toàn quốc COD và nội thành Thành phố Hồ Chí Minh và những cái vùng lân cận. Ha, thì trong đợt dịch này các bạn, các anh chị nào mà đang ở nhà thì cứ tiếp tục ở nhà giữ gìn sức khỏe. Thì buồn không biết làm cái gì thì mua cặp loa này về nghe nhạc, mua bộ livestream về hát cũng rất là ok trong mùa dịch. Ok, chúc sức khỏe, bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem những video mới nhất mọi người nha. Bye bye.